Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món tỏi ớt ngâm giấm chua ngọt. Với tỏi ớt ngâm giấm chua ngọt này á, thì các bạn có thể là ăn kèm với lại bún nè, mì nè hay là hủ tiếu các bạn. Ăn rất là ngon. Đó, nhiều khi là mình ăn á, rồi mình kẹp 1-2 lát tỏi ngâm nè, rồi 1-2 lát ớt nữa. Nó chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn cái cay. Rất là hấp dẫn luôn. Và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí quyết giúp các bạn ngâm tỏi trắng giòn và nó không có bị xanh. Đó, nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm tỏi ớt ngâm giấm chua ngọt thì hôm nay Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món tỏi ớt ngâm giấm á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là tỏi và ớt. Tỏi thì mình sẽ sử dụng là 200g nha các bạn. Rồi ớt thì mình sẽ sử dụng là 100g. À, thường thì cái khi mà ngâm thì cái lượng tỏi nó sẽ nhiều hơn cái lượng ớt. Rồi ngoài tỏi và ớt ra thì các bạn chuẩn bị thêm cho mình là giấm. Thì giấm thì mình khuyên các bạn là mình nên dùng giấm gạo hoặc là giấm táo hay là, hoặc là giấm nho các bạn. Tại vì những cái loại giấm này thì cái độ chua của nó cũng vừa phải, và cái thứ hai nữa là khi mà mình ăn nó sẽ rất là thơm ha các bạn. Các bạn đừng có dùng những cái mắm cái giấm hóa chất ha. Giấm hóa chất thì ăn lên nó sẽ bị hôi cái mùi giấm lắm. Ngoài tỏi, ớt và giấm ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là muối ha. Nếu mà có thì các bạn dùng muối hạt cho mình và đường ha các bạn, rất là đơn giản. Cái tỏi ớt ngâm giấm này đặc biệt là các bạn có thể là mình ăn kèm với lại bún nè các bạn, phở hoặc là hủ tiếu mì đó các bạn. Mình ăn thêm một chút ớt tỏi ngâm giấm nó chua chua á, ăn sẽ rất là ngon ha. Về cái phần tỏi, sau khi mà các bạn đã bóc vỏ rồi thì bây giờ mình sẽ cắt lát ha các bạn. Dày mỏng gì thì nó tùy các bạn ha. Thường thì mình ngâm một cái mẻ tỏi như vậy á, sẽ mất khoảng từ 2 ngày nha các bạn, là nó sẽ thấm vào và nó giòn, nó chua, mình có thể ăn được. Nếu mà các bạn ngâm nguyên cả một cái tép tỏi á, thì nó mất khoảng 3-4 ngày ha, thì nó mới chua được. Còn nếu mà mình cắt lát á, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều ha, các bạn có việc cắt lát. Về cái ớt cũng vậy luôn ha, ớt mình cũng cắt lát luôn. Nếu như mà các bạn muốn giảm cái độ cay của ớt, tại vì nhiều người không có ăn cay được nhiều đó, thì mình ngâm nó trong một cái thau nước đường ha các bạn, để cho nó nhả bớt cái cay ra. Về cái ớt á các bạn, tại vì do mình dùng cái ớt này á, là cái ớt cay, nó không phải là cái ớt sừng trâu đâu ha, nó rất là cay, nên là mình sẽ đầu tiên á là mình rửa sơ qua 1-2 lần nước lạnh để cho nó trôi bớt, thứ nhất là cái hột ớt nè, và cái thứ hai nữa là cái độ cay của nó đó, nó sẽ giảm đi. Rồi mình sẽ ngâm chung với lại cái tỏi luôn ha các bạn, trong một cái thau nước đường. Mình ngâm như vậy thì sẽ giúp cho cái phần ớt á, nó bớt cay. Còn ví dụ như trường hợp mà các bạn ăn cay được á, thì khỏi ha, tại do mình ăn cay không được á. Nói chung là mình ngâm như vậy thì nó sẽ giảm cái độ cay đi, mình ăn nó hơi the thôi và nó chua chua giòn giòn, rất là ngon. Nó hợp với những cái món mì, món hủ tiếu, món bún đồ đó các bạn. Sau khi mà các bạn đã cắt tỏi và ớt rồi đó, thì bây giờ mình chuẩn bị một cái thau nước nha các bạn. Mình pha làm sao để cho nó ra cái nước nó ấm ấm nha. Mình pha nước ấm như vậy thì mình ngâm nó sẽ nhanh ha, các bạn có thể cho tay vào được nè, và các bạn thấy cái nước mình nó ấm ấm nha các bạn, nó ấm là được rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ múc cho mình vào đây là 3 muỗng canh đường nha. Đây nè, 3 muỗng canh đường ha các bạn. Các bạn không cần phải cân đâu ha, 3 muỗng canh đường. Muối thì mình sẽ cho là 1/2 muỗng canh muối. Đây, 1/2 muỗng ha. Rồi, mình khuấy cho cái đường và cái muối này nó tan đi. Sau khi mà đường và muối mình nó tan rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho tỏi vào. Mình sẽ ngâm. Thì đây là cái bước mình giúp cho cái tỏi ngâm nó trắng nha các bạn, nó không có bị xanh. Thật ra tỏi xanh không phải là bị hư, mà do cái nhựa trong tỏi nó còn các bạn ha, thì nó sẽ làm cho cái tỏi mình nó bị xanh đi. Chứ còn nhiều bạn cứ hỏi mình là sao cái tỏi ngâm nó bị xanh, có phải nó bị hư hay không, thật ra không phải ha. Về cái ớt, nếu như mà các bạn ăn cay được thì mình không cần là phải ngâm đường ha. Còn nếu mà mình ăn cay không được thì mình ngâm vào trong cái thau đường này luôn, để cho nó giảm bớt cái vị cay đi nha. Cái này thì nó tùy các bạn ha, thì mình sẽ ngâm thời gian nó từ khoảng từ 1 cho đến 3 tiếng nha các bạn, tại vì nó tùy vào cái độ dày của miếng tỏi. Tỏi mà các bạn cắt càng dày hoặc là các bạn để nguyên cũ thì mình sẽ ngâm nó càng lâu. Khi mà các bạn thấy cái miếng tỏi mình nó bắt đầu nó trong đi và nó ra cái nhựa tỏi, cái nước nó sẽ bị đục đi. Khi mà ngâm á thì mình có thể mình lấy cái gì mình đậy lại nha các bạn, đừng để cho ruồi hay là con gì đó nó rớt vào ha, đậy lại cho thật là sạch luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nước để mình ngâm tỏi ớt ha các bạn. Thì khi mà mình ngâm được khoảng 1 tiếng rồi đó, bắt đầu là mình đi nấu cái nước giấm rồi nó vừa ha. Thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho là một chén đường ha, mình dùng cái chén để mình đông nè. Tại vì nhiều bạn không có cái cân á, thì mình sẽ dùng cái chén để mình đông cho các bạn dễ làm. Ok ha, đường thì mình dùng là một chén nè. Tiếp theo là nước lọc bình thường ha các bạn. Nước lọc mình sẽ sử dụng là một chén rưỡi.
Đây mình cho thêm nửa chén nữa nha. Rồi, nửa chén. Giấm thì mình sẽ cho là lưng chén thôi ha các bạn, đừng cho đầy. Đây, cỡ như thế này là được ha các bạn ha, nó lưng chén nó chưa có đầy chén nè. Đó, cho bà. Rồi, tiếp theo là muối ha. Muối thì mình sẽ cho nó cỡ khoảng 1/3 muỗng cà phê muối thôi, chút xíu muối thôi. Đây, cỡ như thế này muối là nó vừa. Tại vì không có muối thì ăn nó cũng không ngon ha các bạn. Cho xíu muối. Bây giờ mình sẽ bắt lửa lên và các bạn khuấy cho nó đường nè, muối nè nó tan ha. Mình sẽ nấu cho cái giấm này nó sôi lăn tăn lên ha các bạn. Thời gian mình nấu nó cỡ khoảng 7 phút ha, 7-8 phút. Cái lượng nước mà ngâm thì nó phụ thuộc vào cái hũ mà các bạn ngâm nữa. Thường thì mình sẽ lựa những cái hũ mà nó nhỏ thôi ha các bạn. Ví dụ như các bạn đi ăn ngoài quán các bạn thấy đó, người ta cho vào những cái hũ nó nhỏ nhỏ như vậy. Hai cái lượng ớt và cái lượng tỏi nó cũng vừa phải mình ngâm. Chứ các bạn đừng có cho vào trong những cái hũ to quá ha, mình ngâm nó cũng phí lắm. Vậy cái phần tỏi ớt sau khi mà các bạn đã ngâm được khoảng 1 tiếng đến 3 tiếng ha các bạn. Các bạn ngâm càng lâu á thì cái phần tỏi nó sẽ càng trắng ngon ha. Mình ngâm cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi cũng được. Mình vớt ra, sau đó mình sẽ rửa nha các bạn. Nếu mà các bạn không phơi khô á thì mình ngâm cái tỏi nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ không giòn được và cái thứ hai nữa là nó sẽ rất dễ bị hư nha. Mình phải phơi cho nó khô hoặc là các bạn dùng cái giấy ăn á mình thấm cho nó khô ha. Bây giờ mình sẽ rửa qua với lại nước sôi nha các bạn. Nhưng mà nước sôi các bạn nấu xong rồi đó, mình để cho nó nguội ha, nó nguội bớt đi cỡ khoảng còn 80 độ C thôi ha. Nếu mà mình dùng nước đun sôi 100 độ C á thì cái phần tỏi nó sẽ bị chín, thì mình ngâm nó sẽ không có giòn được ha các bạn. Các bạn lưu ý ha, là mình chỉ sử dụng nước ở nhiệt độ nó cỡ khoảng 80-90 độ thôi nha ha. Mình sẽ rửa sơ qua, sau đó mình sẽ vớt ra. Các bạn sẽ vớt ra rồi mình phơi cho nó khô nha các bạn. Đó, các bạn làm như vậy thì cái tỏi mình ngâm nó rất là trắng, trắng giòn, ngon cực kỳ luôn. Sau khi mà cái tỏi ớt mình nó khô rồi đó các bạn, thì bây giờ mình chuẩn bị là mình ngâm ha. Mình cho nó vào trong một cái hũ, một cái hộp gì cũng được. Cái này thì các bạn để bên ngoài cũng được nha. Còn bạn nào kỹ hơn thì mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Nhưng mà thật ra không cần ha các bạn. Nếu mà các bạn làm đúng, các bạn làm kỹ thì mình không cần phải cho vào tủ lạnh đâu. Trường hợp mà các bạn để bên ngoài, giả sử như nhiều khi là do cái hũ nè, ví dụ như cái hũ này mình phải rửa nước sôi nha các bạn, hoặc là mình lau cho nó thật là sạch luôn rồi mình để cho nó khô ráo rồi mình mới sử dụng. Nếu mà trong trường hợp mà nó bị lên men á, tại do nó còn vi khuẩn á, nó bị lên men ha, thì mình sẽ cho nó vào trong tủ lạnh để mình hãm nó lại, thì mình sẽ bảo quản được lâu. Đây, bây giờ mình cho cái phần tỏi ớt vào xong thì mình sẽ cho giấm đường ha, đã để nguội rồi cho vào. Lưu ý là phải để cho thật là nguội nha các bạn. Nếu mà các bạn còn nóng mà mình cho vào á, là cái giấm đường nó sẽ bị hư ha. Cho cái giấm đường vào. Thì mình sẽ để cái nước giấm đường này nó ngập cái mặt tỏi và ớt luôn ha. Mình đậy nắp lại. Thì sau khoảng 2 ngày ha, 2 ngày là mình ăn được. Tại vì do cái này mình cắt lát á, nó mỏng ha, mà sau khoảng 2 ngày là mình ăn được. Còn nếu mà mình để nguyên tép luôn á, thì khoảng 3 ngày, 4 ngày ha, thì mình mới có thể ăn được nha. Đó, thì ví dụ như nhiều khi là mình ăn mì khô nè, mì khô hoặc là ăn hủ tiếu đó, hủ tiếu Nam Vang rồi đó các bạn, hoặc là mình ăn bún, ăn phở ha, để mình gấp thêm một vài cái lát tỏi chua ngọt rồi một vài cái lát ớt nữa ăn kèm sẽ rất là ngon. Ok ha, thì hy vọng là qua video này Cửa Khúc Kết đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món tỏi ớt ngâm giấm. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.